Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi, sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn, đặc biệt hai ngày trước con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang, trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang, dạo này con hay bị mất ngủ nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này không phải đi cắt duyên đâu. Cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó. Đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thực cúng, ông thầy Pháp đó, làm cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất. Nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất 100 triệu. Nhưng Thầy khẳng định là không khỏi. Đến 95-99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến đây đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và thầy không thể gì, thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà thầy gì ạ? Bảo các bạn, thôi ôi cái con bé kia gì? Thầy nhìn thấy, thầy không phải là thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà thầy gì muốn cho cái cậu bạn trai của thầy là ngoan, nó tốt, thầy muốn nó đến làm đệ tử của thầy thì nói, ôi cái con bé kia nó không được đâu. Thầy dùng thần thông hay là thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia gì? Không tốt, nếu mà gì? Cậu mà lấy nó gì? Thì cậu sẽ bị chết sớm, hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và thầy bảo rằng nếu mà gì con ở lại tại gia nữa, con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các bạn gì, cắt duyên đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách. Tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta thì giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người thuộc về mệnh về gì? Về Càn này, Khôn này, Đoài này, về Cấn này thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về Chấn này, Tốn này, Ly này và Khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn, Khôn, Cấn và Đoài, Tây Tứ Trạch thì những cái người đó. Ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, dư 2, 1 khảm 2 khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi. Lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn. Thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn.
Nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4. Cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy? 86, 99, 81. Đúng không? Nhân với 9, 99, 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ. Thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vì cái tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhé, cái trong mạng thì nó có hai loại. Một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy. Còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Đó, nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy. Mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với hướng gì. Mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được. Nữa đây, trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ? Ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường lại ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu. Và ngủ vào gì? Vào từ ngực thì hay gì? Hay bị bóng đè. Ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thế trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì? Cái bạt dứa đó hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì? Dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì chúng ta hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào, có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc. Thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì? Sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì? Do cái phong thủy học đó. Theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó. Đấy là cách gì? Hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa, theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhé. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về á, thì lại không được. Đi về quê, xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố á, thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ, thì nó sẽ tốt. Con dao họ đi rừng ấy, thì chúng ta thì có một cái chuyến đi đâu, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn trì 108 biến đại bi vào đó. Tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay trì chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, chỉ 108 biến lại bi vào đó, và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ chúng ta, để xuống dưới chiếu, xuống cái đệm ấy, để xuống dưới chiếu, giật cái chiếu trong đó hoặc là cái đệm cho trong đó, và chúng ta ngủ. Trường hợp như vậy mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó họ làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn, cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy. Đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì? Những cái vong bình thường thì hết. Nhưng còn vong là giải quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đấy nó không sợ. Chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng. Phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta á, và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên trì niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Và khi thấy bóng nó vào thì chúng ta, trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn, nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường á, ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự.
Không may có người ta gì đi có húc vào mình thì chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam. Án lam có hai chữ thôi, án lam. Chúng ta đọc cho nào, đọc là án lam, đọc to lên, án lam, án lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án lam, 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 án lam. Đọc thế nào? Án lam, 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 án lam. Đó, có hai chữ án lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của mật tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng này thì khi chúng ta đọc án lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên bảo sư phụ với chú Ba Giới đứng vào trong cái đứng trong đứng nghiêm vào một chỗ và gì? Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa, và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Nhưng trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú án lam, án lam, án lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ chỉ như vậy, thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn thù hộ thân chân ngôn, án sỉ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm, năm chữ. Án sỉ lâm bộ lâm, chữ sỉ, ít sỉ. Án sỉ lâm bộ lâm. Chúng ta đọc nào, án sỉ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng cái cống cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập, bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải, đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. Thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ và những cái tội gì tai bay vạ gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thù hộ thân chân ngôn, án sĩ lâm bộ lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến, 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thì chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi. Tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Một bạn nữa hỏi là A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc
chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh đó. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á, gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á, thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này, theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu. Khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì? Hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh. Gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á, thì tăng gì? Tăng thêm cái lòng gì? Lòng sân hận. Mà ăn chín á, thì tăng lên gì? Tăng thêm dục vọng. Tăng thêm lại dòng dục, tức là lòng dâm đó. Tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống á, thì tăng thêm gì? Tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh nhân quả, thứ hai là niệm Phật, và thứ ba có thể đọc kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn rất dễ được gì? Được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu? Thưa bạch thầy ạ, câu hỏi của một bạn thứ nhất có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ
làm nhiều việc sát sinh, thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách. Hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu, con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật đó, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đó. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua. Thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội, nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả, hàng quốc cấm, hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được miếng cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá. Mục đích của họ là chỉ vì là đói kém hay là túng thiếu, vân vân, đó chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy. Có những người sát sinh, nhưng mà cái người ấy không sát sinh, nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng á, người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh, thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật á, Ngài nói rằng tất cả chúng sinh á, có mạng sống ở thế gian này, nó đều ham sống và sợ chết, nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì, được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật là Phật đã thành. Đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy, đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? 3 đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì?
đó là ăn năn sám hối, phải làm rất nhiều những việc phúc thiện như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh, phải đi mua những cái loại tôm cua cá ốc vân vân đó để mình phóng sinh, và mình tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng á, bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì Bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dày. Quyển thứ nhất nói về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch là ở trong đó, rồi nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không. Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo, tức là học cách gì, học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này và đến đời sau, chúng ta không bị đọa bao la trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời, hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai, sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí, đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta làm người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Đó. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao, và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật, mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính ấy, thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của Kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ, và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày, để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ để chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? 2 thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng, thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian, chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm, chúng ta chia thành 13 lần đọc, mỗi lần khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta đi học bài.
đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay, gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện tới bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Bà cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái á, là hai lần sinh thì hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng, cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu, đi cúng, đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được, và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm, vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng và để cầu nguyện. Nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á tội nhiều, phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó, cho nên á cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về, cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám, thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám, thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự thôi, thì cho dù phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm, nhưng chúng ta biết rằng đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa,
mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy, nói rằng á, cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng á, Phật pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này á, cũng không có con trai, và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi á, đi khám họ cũng bảo là con gái, và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo, nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại, cũng sinh ra mà gì, mà cậu con trai. Đó. Cái đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đây là những cái trường hợp mà gì, mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì, muốn học Phật pháp thì chúng ta phải có gì, có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì, làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì, bỏ ác làm lành, thứ ba là phải gì, lánh giữ và hành thiện, kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy, để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an, và trí tuệ của chúng ta thì cũng khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tĩnh á, thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con. Và đặc biệt là sau này khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta, và chúng ta phát triển dần dần, rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông, và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy, vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Đã. Thầy biết là bây giờ có một vài vị pháp sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền, vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật, còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thì gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày một cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh. Thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần bạn ngồi bạn thấy thì mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì bạn nhìn thấy cái cảnh gì, chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì, ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì, xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. À. Bắt mạch đó thì mạch nó chạy toán loạn hết. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn. Nhưng có lúc đó thì lại nóng rồi, chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. À. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh, các cụ bảo thầy lên thầy thịnh xem. Thầy lên nói chuyện với thầy một cái để thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền
và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình và bị điên điên khủng khủng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí, tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn đã khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi, cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng, và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi, và về xem trên mạng và học, học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng, mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được. Đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy trong một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu cho thèm quá, không chịu được ăn chay trong chùa, không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu, xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi thế không chữa nữa. Và về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành, chứ không phải cái ngôi chùa là như cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi, hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân, nhưng mà bệnh chưa khỏi đấy gì, đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam, người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi theo ra ăn thịt uống rượu thì chết. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về, nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi, cho nên là không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mấy năm nay rất hay mơ thấy người âm, có thể nhìn rõ hình dáng và biết đó là ai. Vậy cho con hỏi mẹ con bị làm sao và có thể có cách chữa như thế nào không ạ? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Thường mơ thấy người âm mà biết rõ người âm đó là ai, như vậy là có vấn đề. Hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường hợp do oan gia trái chủ họ đến để đòi nợ. Hai là như trong kinh Địa Tạng nói là những người có nhân duyên với mình ở đời trước kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, nhưng họ đang bị khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ, cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình, và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy, thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp, do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp, đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời, thầy đảm bảo là 21 ngày, tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc kinh Địa Tạng.
ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển, thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển trung, thời buổi tối đọc buổi quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng đọc 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối, đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi Thầy hội tập năm 2015 cho tới nay, đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính, sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng, quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được cái sự mầu nhiệm của người tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của Thầy về kinh Địa Tạng. Các con nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong con rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mồ mả chẳng yên, dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, họ giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà, nó đi bụi đời cả gì hơn 6 tháng trời, nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem họ bảo là gì, đi xem thầy bói họ bảo là gì, người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó gì, nó bị đánh chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim mổ gan để lấy gì, lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng cũng thấy. Nhưng xong rồi có người mách xuống đây vào chúng cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái. Cuối tháng năm đó, lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10, sau tháng này khoảng một tháng, cô ấy đến đây tụng đúng một tuần. Sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con gì sẽ quay về, mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ bảy. Thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân, nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do gì ra xuống chùa tụng kinh. Mà nó nhận ra được cái lỗi lầm và nó nói với mẹ nó, hôm nào mẹ đi chùa mẹ cho con đi với. Thế là cái pháp hội tháng giêng vừa rồi á, nó xuống đây nó tu cả 3 ngày với mẹ nó ở đây. Và nó vào nó quỳ, nó sám hối thầy, nó bảo rằng nhờ có Phật Pháp mà con biết quay đầu trở lại. Nhờ có mẹ con tụng kinh Địa Tạng á, mà con biết quay về. Và con hứa với bố mẹ con là từ giờ con sẽ không làm cho bố mẹ con buồn nữa. Và nay con cũng hứa với thầy là từ giờ trở đi con sẽ trở thành một đứa con là gì? Hiếu thảo, và tới đây con sẽ đi học nghề. Đó. Ra Tết con hết pháp hội này về, sang tháng đầu tháng 2 con sẽ đi học nghề. Đó, các con thấy không? Câu chuyện đó, cái việc đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự mầu nhiệm đặc biệt. Cho nên cái trường hợp mà bạn này bảo mẹ nhìn thấy mơ thấy người âm như vậy thì thầy khuyên nên đọc tụng kinh Địa Tạng, thầy đảm bảo là gì? Là hết. Đó, đảm bảo là hết. Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi. Sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn. Đặc biệt, hai ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang. Trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang. Dạo này, con hay bị mất ngủ,
nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này không phải đi cắt duyên đâu. Cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó. Đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thực cúng, các ông thầy Pháp đó, làm cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất, nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất 100 triệu. Nhưng Thầy khẳng định là không khỏi. Đến 95-99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây Thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu Thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến để đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và Thầy không thể gì? Thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà Thầy gì ạ? Bảo các bạn, thôi ôi cái con bé kia gì? Thầy nhìn thấy, Thầy không phải là Thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà Thầy thì muốn cho cái cậu bạn trai của Thầy là ngoan, nó tốt, Thầy muốn nó đến làm đệ tử của Thầy thì nói ô cái con bé kia nó không được đâu. Thầy dùng thần thông hay là Thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia thì không tốt, nếu mà thì cậu mà lấy nó thì cậu sẽ bị chết sớm hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và Thầy bảo rằng nếu mà thì con ở lại tại gia nữa con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với Thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người Thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên ấy, trường hợp này Thầy nói với các bạn thì cắt duyên đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng Thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách, tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta thì giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người á, thuộc về mệnh về gì? Về càn này, khôn này, đoài này, về cấn này, thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về chấn này, tốn này, ly này và khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn, khôn, cấn và đoài, Tây Tứ Trạch thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, dư 2, một khảm hai khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể hay sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi. Lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn. Thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn. Nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4. Cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy? 86, 99, 81. Đúng không? Nhân với 9, 99, 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ. Thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Để cứ tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhé, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác.
Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. À, nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với hướng gì. Và mình xem cái đầu giường ngủ mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được. Nữa đây, trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ, ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường là ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu. Và ngủ vào gì, vào từ ngực thì hay gì, hay bị bóng đè, ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thì trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì, cái bạt dứa đó, hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì, dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì chúng ta hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào, có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc. Thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì, sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó. Theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó. Đấy là cách gì, hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa, theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhá. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về thì lại không được. Đi về quê, xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ, thì nó sẽ tốt. Con dao đi rừng ấy, thì chúng ta chỉ có một cái chuyến đi đâu, đi du, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà, đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao, chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy. Cho nên thì mài cho nó không hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn chỉ 108 biến đại bi vào đó. Tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay chỉ chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, chỉ 108 biến đại bi vào đó. Và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ, chúng ta để xuống dây chiếu, xuống cái đệm ấy. Để xuống dây chiếu, giật cái chiếu trong trong đó, hoặc là cái nệm cho trong đó. Và chúng ta ngủ trường hợp như vậy, mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn. Cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì, những cái vong bình thường thì hết. Nhưng còn vong là giải quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đấy nó không sợ, chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng. Phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên chỉ niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn, nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta gì đi có hút vào mình đi chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam. Án Lam có hai chữ thôi, Án Lam. Chúng ta đọc cho nào, đọc là Án Lam, đọc to lên, Án Lam, Án Lam. Đó, chúng ta đọc thì An Lam, 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 An Lam. Đọc thế nào? An Lam, 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 An Lam. Đó, có hai chữ Án Lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam, Án Lam, An Lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của Mật Tông.
Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng này thì khi chúng ta đọc Án Lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên bảo sư phụ với chú Ba Giới đứng vào trong cái đứng nghiêm vào một chỗ và gì, Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa, và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Nhưng trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú An Lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ. Chỉ như vậy thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, năm chữ. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, chữ Sỉ, ít Sỉ. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Chúng ta đọc nào, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng, cái cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập. Bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào, nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa, lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải, đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. Thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ và những cái tội gì tai bay vả gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi, an toàn cho cả đoàn xe. Rồi Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta thì như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến, 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thì chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi, tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Một bạn nữa hỏi là A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh nhá. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Cái tỉnh á gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì?
được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á, thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này, theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu. Khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì? Hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh. Gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á, thì tăng gì? Tăng thêm cái lòng gì? Lòng sân hận. Mà ăn chín á, thì tăng lên gì? Tăng thêm dục vọng. Tăng thêm gì? dòng dục, tức là lòng dâm đó. Tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống á, thì tăng thêm gì? Tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh nhân quả. Thứ hai là niệm Phật. Và thứ ba có thể đọc kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư, đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn rất dễ được gì? Được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu? Thưa bạch thầy ạ, câu hỏi của một bạn thứ nhất có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách.
hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật ấy, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đó. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác, người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua, thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội, nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả hàng quốc cấm, hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được miếng cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm, họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá. Mục đích của họ là chỉ là vì là đói kém hay là túng thiếu vân vân đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy, có những người sát sinh nhưng mà cái người ấy không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn ấy. Những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng á, người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật á, Ngài nói rằng tất cả chúng sinh á, có mạng sống ở thế gian này nó đều ham sống và sợ chết. Nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì, được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật là Phật đã thành. Đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy, đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? 3 đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối. Phải làm rất nhiều những việc phúc thiện, như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh. Phải đi mua những cái loại tôm, cua, cá, ốc vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng á, bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Muốn tu học Phật Pháp, chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiền Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì Bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dày. Quyển thứ nhất nói lấy về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch là ở trong đó, rồi nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không. Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo, tức là học cách gì, học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này và đến đời sau, chúng ta không bị đọa bao la trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta là một người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Đó. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của Kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ để ở chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? 2 thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm, chúng ta chia thành 13 lần đọc, mỗi lần khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ Kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay,
gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện tới bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Và cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái á, là hai lần sinh thì hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng, cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu đi cúng đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được, và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm, vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng và để cầu nguyện, nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á, tội nhiều phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó, cho nên á, cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự thôi, thì cho dù họ phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật ấy, là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm, nhưng chúng ta biết rằng đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy, nói rằng cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng Phật pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này cũng không có con trai, và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi đi khám họ cũng bảo là con gái, và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi.
Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bà nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại, cũng sinh ra mà gì, mà cậu con trai. Đó. Cho đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đấy là những cái trường hợp mà gì, mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì? Muốn học Phật Pháp thì chúng ta phải có gì, có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì, làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành, thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện, kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy, để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an. Và trí tuệ của chúng ta thì cũng khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tĩnh ấy, thì cái trí tuệ của chúng ta cũng khác hẳn các con ạ. Và đặc biệt là sau này, khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta, và chúng ta phát triển dần dần. Rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông. Và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy. Vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Thầy biết là bây giờ có một vị, vài vị pháp sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền. Vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật. Còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thầy gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày mà cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh. Thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần bạn ngồi bạn thấy thì mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì? Bạn nhìn thấy cái cảnh gì? Chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục. Và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích. Khởi tâm là gì? Ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ, đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách. Vội vàng xuất thiền. Và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. Đó. Bắt mạch đó thì mạch nó chạy toán loạn hết. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn. Nhưng có lúc đó thì lại nóng rồi, chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh ấy, các cụ bảo thế lên thầy thịnh xem. Thế lên nói chuyện với thầy một cái để thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình. Và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình. Và bị điên điên khùng khùng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí. Tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật và sám hối đi.
Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn đã khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi. Cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi. Và về xem trên mạng và học, học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng. Mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được. Đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu cho thèm quá. Không chịu được, ăn chay trong chùa không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu. Xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi, thế không chữa nữa. Giờ về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành. Chứ không phải cái ngôi chùa là như cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi. Hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và Thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân. Nhưng mà bệnh chưa khỏi đó gì, đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi theo ra ăn thịt uống rượu thì chết. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi cho nên là không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào mà thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mấy năm nay rất hay mơ thấy người âm, có thể nhìn rõ hình dáng và biết đó là ai. Vậy cho con hỏi mẹ con bị làm sao và có thể có cách chữa như thế nào không ạ? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Thường mơ thấy người âm mà biết rõ người âm đó là ai, như vậy là có vấn đề. Hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường hợp do oan gia trái chủ họ đến để đòi nợ. Hai là như trong kinh Địa Tạng nói là những người có nhân duyên với mình ở đời trước kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, nhưng họ đang bị khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ, cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình, và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy, thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp, do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp, đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời, thầy đảm bảo là 21 ngày, tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc kinh Địa Tạng. Ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển, thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển trung, thời buổi tối đọc buổi quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng là 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối, đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi thầy hội tập năm 2015 cho tới nay, đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính.
sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng, quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói, hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được cái sự mầu nhiệm của người tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của Thầy về kinh Địa Tạng. Các con nghe, nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong có rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mồ mả chẳng yên, dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, họ giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà nó đi bụi đời cả gì hơn 6 tháng trời, nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem họ bảo là gì, đi xem thầy bói họ bảo là gì, người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó gì nó bị đánh chết rồi, người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim mổ gan để lấy gì lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng cũng thấy. Nên xong rồi có người mách xuống đây vào chúng cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái, cuối tháng năm đó lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10, sau tháng này khoảng một tháng. Cô ấy đến đây tụng đúng một tuần, sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con gì sẽ quay về, mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ bảy, thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do gì ra xuống chùa tụng kinh, mà nó nhận ra được cái lỗi lầm và nó nói với mẹ nó: hôm nào mẹ đi chùa mẹ cho con đi với. Thế là cái pháp hội tháng giêng vừa rồi á, nó xuống đây nó tu cả 3 ngày với mẹ nó ở đây, và nó vào nó quỳ nó sám hối thầy, nó bảo rằng nhờ có Phật Pháp mà con biết quay đầu trở lại, nhờ có mẹ con tụng kinh Địa Tạng á mà con biết quay về, và con hứa với bố mẹ con là từ giờ con sẽ không làm cho bố mẹ con buồn nữa, và nay con cũng hứa với thầy là từ giờ trở đi con sẽ trở thành một đứa con là gì hiếu thảo, và tới đây con sẽ đi học nghề đó. Ra Tết con hết pháp hội này về, sang tháng đầu tháng 2 con sẽ đi học nghề đó. Các con thấy không, câu chuyện đó, cái việc đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự mầu nhiệm đặc biệt. Cho nên cái trường hợp mà bạn này bà mẹ nhìn thấy mơ thấy người âm như vậy thì thầy khuyên nên đọc tụng kinh Địa Tạng, thầy đảm bảo là gì, là hết đó, đảm bảo là hết. Thưa thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi. Sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn. Đặc biệt, hai ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang. Trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang. Dạo này, con hay bị mất ngủ, nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này... không phải đi cắt duyên đâu, cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó, đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thuật cúng, các ông thầy pháp đó làm một cái lễ cắt tiền duyên.
Nhẹ cũng phải mất, nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất 100 triệu. Nhưng Thầy khẳng định là không khỏi. Đến 99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Họ lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến để đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và thầy không thể gì? Thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà thầy gì ạ? Bảo các bạn, thôi ôi cái con bé kia gì? Thầy nhìn thấy, thầy không phải là thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà thầy thì muốn cho cái cậu bạn trai của thấy là ngoan, nó tốt, thầy muốn nó đến làm đệ tử của thầy, thì nói ôi cái con bé kia nó không được đâu, thầy dùng thần thông hay là thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia thì không tốt, nếu mà thì cậu mà lấy nó thì cậu sẽ bị chết sớm hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và thầy bảo rằng nếu mà thì con ở lại tại gia nữa con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các bạn thì cắt duyên đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách, tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta gì? Giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người thuộc về mệnh về gì? Về càn này, khôn này, đoài này, về cấn này, thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về chấn này, tốn này, ly này và khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn, khôn, cấn và đoài, Tây Tứ Trạch thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, một khảm hai khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi. Lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn. Thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn. Nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4. Cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 ấy. 86, 99, 81. Đúng không? Nhân với 9, 99, 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ. Thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Để cứ tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhé, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với hướng gì. Mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được. Nữa đây, trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được
Các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ? Ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường là ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu, và ngủ vào gì? Vào từ ngực thì hay gì? Hay bị bóng đè, ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thế trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì? Cái bạt dứa đó hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì? Dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì chúng ta hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc, thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó, theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó. Đấy là cách gì? Hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhé. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về á, thì lại không được. Đi về quê xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố á, thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ thì nó sẽ tốt. Con dao họ đi rừng ấy, thì chúng ta thì có một cái chuyến đi đâu, đi du, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con ở dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà, đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn trì 108 biến đại bi vào đó, tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay trì chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, trì 108 biến đại bi vào đó, và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ chúng ta, chúng ta để xuống dây chiếu, xuống cái đệm ấy, để xuống dây chiếu, giật cái chiếu trong trong đó, hoặc là cái nệm cho trong đó, và chúng ta ngủ. Trường hợp như vậy mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó họ làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn, cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì, những cái vong bình thường thì hết, nhưng còn vong là giải quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đấy nó không sợ, chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng, phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên trì niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn, nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta thì đi có húc vào mình thì chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam. Án lam có hai chữ thôi, án lam. Chúng ta đọc cho nào, đọc là án lam, đọc to lên, án lam, án lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án lam, 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 án lam. Đọc thế nào? Án lam, 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 án lam. Đó, có hai chữ án lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của mật tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng là gì? Khi chúng ta đọc án lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên
bảo sư phụ với chú Bát Giới đứng vào trong cái đứng trong đứng nghiêm vào một chỗ và gì, Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa, và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Thế trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó thì chúng ta quán ấy, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú an lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ, chỉ như vậy thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn án lam án lam án lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn thù hộ thân chân ngôn án xỉ lâm bộ lâm, án xỉ lâm bộ lâm, năm chữ án xỉ lâm bộ lâm, chữ xỉ ít xỉ, án xỉ lâm bộ lâm. Chúng ta đọc nào, án xỉ lâm bộ lâm, án xỉ lâm bộ lâm, án xỉ lâm bộ lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng, cái cũng có một vòng ánh sáng. Do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập. Bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. À, thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ và những cái tội gì tai bay vạ gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn an lam 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 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi, an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thủ thân chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thì chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi, tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Một bạn nữa hỏi là A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh á. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm.
Thì điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của những Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu. Khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì, hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì, cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay, thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì, ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra đó. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh. Gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này, bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á, thì tăng gì, tăng thêm cái lòng gì, lòng sân hận. Mà ăn chín thì tăng lên gì? Tăng thêm dục vọng, tăng thêm dòng lục, dòng dục, tức là lòng dâm đó. Tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống thì tăng thêm gì? Tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc cái nhân quả. Thứ hai là niệm Phật. Và thứ ba có thể đọc được kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn á, rất dễ được gì? Được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu? Thưa bạch thầy ạ, câu hỏi của một bạn thứ nhất có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách, hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ.
thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật đó, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác, người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua, thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội, nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả, hàng quốc cấm hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được những cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá, mục đích của họ là chỉ là vì là đói kém hay là túng thiếu vân vân đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy, có những người sát sinh nhưng mà cái người á không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng á người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật á, ngài nói rằng tất cả chúng sinh á có mạng sống ở thế gian này nó đều ham sống và sợ chết, nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì, được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó, chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, chúng sinh là Phật sẽ thành, và Đức Phật là Phật đã thành đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy, đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? 3 đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối, phải làm rất nhiều những việc phúc thiện như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh, lại đi mua những cái loại tôm cua cá ốc vân vân đó để mình phóng sinh, và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng á, bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần,
thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ hai và quyển thứ ba, thì Bộ Phật Học Phổ Thông nó có ba quyển, có ba quyển dày. Quyển thứ nhất nói lấy về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch lại ở trong đó, rồi nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không. Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo, tức là học cách gì, học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này và đến đời sau, chúng ta không bị đọa bao la trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán cho nên miễn phí, đều phát miễn phí hết. Đây là các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta làm người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì, noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì, là nền tảng của gì, của người đệ tử học Phật. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao, và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ để ở chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? Hai thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian, chúng ta chia thành ba quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm, chúng ta chia thành 13 lần đọc, mỗi lần khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay, gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện đến bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Và cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái
là hai lần sinh thì hai lần sinh con đều sinh sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng. Cho nên hai vợ chồng rất là buồn, mà mấy năm nay rồi đi cầu đi cúng đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được, và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm, vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng và để cầu nguyện, nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á, tội nhiều phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó, cho nên á, cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn đó, cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về, cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự thôi, thì cho dù họ phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật ấy, là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm. Nhưng chúng ta biết rằng, đó, cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy, nói rằng á, cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng á, Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này á, cũng không có con trai. Và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi đi khám họ cũng bảo là con gái. Và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại cũng sinh ra mà gì, mà cậu con trai đó. Cho đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đây là những cái trường hợp mà gì, mà thù thắng, có thể là do bác sĩ nhầm,
cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là muốn học Phật pháp thì chúng ta phải có gì, có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành, thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện, kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy, để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an, và trí tuệ của chúng ta thêm khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tịnh á, thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con ạ. Và đặc biệt là sau này khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta, và chúng ta phát triển dần dần, rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông, và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy, vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Đã. Thầy biết là bây giờ có một vài vị pháp sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền. Vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật. Còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thì gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng, thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền, tu được mấy ngày một cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh, thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất, rồi dần dần bạn ngồi bạn thấy thì mình xuất thần và bay đi gì đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì bạn nhìn thấy cái cảnh gì chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì? Ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. À. Bắt mạch đó thì mạch nó chạy toán loạn hết. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn. Nhưng có lúc đó thì lại nóng rồi, chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. À. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh nhá, các cụ bảo thế lên thầy Thịnh xem. Thế lên nói chuyện với thầy một cái để thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình và bị điên điên khùng khùng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí, tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn đã khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi. Cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi. Và về xem trên mạng và học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng. Mà thậm chí là
cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được. Đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu, ra thèm quá không chịu được, ăn chay trong chùa không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu, xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi, thế không chữa nữa. Giờ về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành. Chứ không phải cái ngôi chùa là như cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi. Hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và Thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân. Nhưng mà bệnh chưa khỏi đó gì, đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi theo ra ăn thịt uống rượu thì chết. Đó. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi, cho nên nó không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào mà thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.